Sáng ngày 19 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã vừa bắt giữ 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ, trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại tại siêu thị điện máy xanh 118 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng. Các đối tượng bao gồm Phạm Duy Bảo 24 tuổi, Tạ Quốc Thắng 23 tuổi, cùng chú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Nguyễn Bá Hoàng Quân 20 tuổi, chú huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị và Hồ Minh Chí 19 tuổi, chú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Hà Công Tiến Đạt 20 tuổi, chú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Các đối tượng khai đêm ngày 14 tháng 10, nhóm này đi từ quán bia về nhà khi ngang qua siêu thị điện máy xanh, thấy cửa kính cường lực bị vỡ, trong siêu thị không có người trông coi nên cả bọn rủ nhau vào tìm tài sản để trộm. Thời điểm này khu vực trên đang bị ngập lụt, các đối tượng đã trộm hàng chục chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cảnh sát đã thu giữ được 38 chiếc điện thoại các loại mà nhóm này lấy và tiếp tục mở rộng điều tra. Ngoài các đối tượng trên, có nhiều người đi đường hoặc đang trú mưa trong siêu thị điện máy xanh cũng đã nhân cơ hội lấy đi điện thoại. Tổng cộng siêu thị đã mất 130 chiếc điện thoại của hãng iPhone, Samsung, Nokia với tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Công an Đà Nẵng yêu cầu ai đã lấy đã nhặt được điện thoại tại siêu thị điện máy xanh 118 tô nước thắng hoặc mua lại số tăng vật liên quan đến vụ trộm, liên hệ phòng cảnh sát hình sự hoặc cơ quan công an gần nhất để giao nộp trả lại cho siêu thị.